Chào em học sinh lớp 5, hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang cái học kỳ 2, cái vở bài tập toán lớp 5 tập 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái bài 90 hình thang, nó là trang số 3 trong sách bài tập toán lớp 5 tập 2. Thì bài này người ta yêu cầu là bài 1 là nối mỗi hình với tên gọi tương ứng. Ở đây ta cho 6 cái hình và cho 4 tên, đó là hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi và hình thang. Đấy. Thì đầu tiên là mình nối hình thang trước. Thì hình thang đi, hình thang đây. Hình thang là có một cặp cạnh đối diện song song. Đấy. Hai cạnh bên. Thì có hình này với hình này. Đây. Thang đây. Thang đây. Đấy. Hình thoi là cái biến dạng, biến thể. Hình hình thang là cái hình này. Ba hình thang rồi. Đây là hình cái hình thang này. Có hai cặp cạnh này song song. Đấy, hình thoi đây đó, hình bình hành này, hình này, hình chữ nhật đây này. Thế là xong bài tập số 1. Bây giờ mình sang bài 2. Bài 2 ta bảo là cho các hình A, B, C hãy viết có hoặc không thích hợp vào ô trống thơ mẫu. À, ở đây có ba cái hình, ví dụ đây A, B, C thơ mẫu đây. Đó. Thì cái hình A là hình chữ nhật, hình B là hình bình hành và hình C thì là hình thang, đúng không? Mình vừa quan sát rồi. Thì bây giờ thì ta sẽ điền thôi, ta điền vào. Nhất là hình ABC thì cái hình này là hình chữ nhật đúng không? Cái này là chữ nhật. B là bình hành, đấy. C là hình thang. Thì bỏ có bốn cạnh và bốn góc, gợi ý là hình A cũng có, B nó cũng có, C cũng là một hình có bốn cạnh, thang có bốn cạnh, có hai cặp cạnh đối diện song song. Hai cặp cạnh đối diện song song thì nó chỉ có hình A và hình B thôi. A là có B là không, nghe điện không, mà hình thang là không có, chỉ có một cặp cạnh đối diện song song, vậy thì cái hình thang là có. Đấy, còn hai hình này là không, này không, bốn góc vuông, bốn góc vuông thì chỉ có mỗi hình chữ nhật có, hình chữ nhật là có, hình A là có, còn B là không và hình thang cũng không. Đấy, thế là xong, xong bài tập số 2. Bây giờ mình sang bài số 3. Bài số 3 bảo là khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng cho cái hình M và hình N. Đấy. Hình M là hình tam giác vuông này, còn hình N là hình thang. Đấy. Vậy thì số hình M cần thiết để ghép được hình N là, à, người ta ghép cái hình này vào đây à? Vậy thì được một cái này. Mình thử cái một cái này. Đấy, một này. Hai này. Ba này. Một, hai, ba, bốn. Vậy bốn hình B. Đấy, hiểu chưa? Có nghĩa là lấy cái hình M này xếp vào cái hình N này. Đấy, thì xếp vào nó sẽ được bốn hình. Đấy. Một này, hai, ba, bốn. Đấy, bốn hình. Vậy đáp án B. Thế xong bài tập số 3. Bây giờ mình sang bài tập số 4. Bài tập số 4 thì người ta bảo là vẽ thêm hai cái đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình thang, hình chữ nhật. Đấy, hình C là hình thang và hình chữ nhật. À, đây nó có mấy dạng. Đây hình thang đầu tiên này, các bạn đánh dấu vào đây này. Hình thang này thì nó có đây, đánh dấu đây, đến đây. Đấy, em nối hai cái này vào xong nhá. Hình chữ nhật thì đánh dấu ở đây. Đấy. Là xong. Nối vào nhá là sao. Hình thang này thì cũng vậy, hình thang này thì nó cái này song song vậy, một cặp nó song song vậy thì nó sẽ nằm ở chỗ này. Đây. Nối đây. Đấy. Nối đây. Đấy, nối vào. Là chúng ta được hình thang và hình chữ nhật thôi. Cái này các bạn phải thực hành, các bạn vẽ nhá. Rồi. Thời gian đã hết.